cho một cái đám cưới nhỏ ở đâu đấy thôi. Thí sinh tiếp theo là một cậu bé rất dễ thương, và theo như trang phục cậu đang mặc trên người, có lẽ cậu sẽ trình diễn nhảy Michael Jackson. Có quá nhiều thí sinh trình diễn tiết mục này trong ngày hôm nay, giám khảo có vẻ chán rồi đấy. Cẩn thận nha cậu bé. Còn nhớ bài không? Nhớ bài ha, thoải mái ha. Rụt rè quá vậy con. Nhẹ nhàng, chúng ta đi mình mặc đồ bét mà đúng không? Đây là một quý ông, rất lịch sự, đội nón cũng rất lịch sự, cứ bình tĩnh mà đã. Chú Quyền Linh, chú Dì Bảo ủng hộ con. Dạ. Ok. Đi. 1, 2, 3. Dạ. Ông thả. Dạ, ngày đầu tiên con xin lời chào đến ban giám khảo, quý khán giả, lời chào trân trọng nhất. Cháu tên là Hoàng Anh, cháu 8 tuổi, cháu đến từ thành phố Hải Phòng. Hải Phòng à? Thế tại sao cháu lại đến với khu thi này? Dạ, vì cháu thích câu thứ 2. Tại sao cháu lại thích câu thứ 2? Câu thứ 2 xinh à? Thôi tôi đi về đây. Bây giờ cháu sẽ biểu diễn phần thi gì nào? Cháu biểu diễn phần thi hát và nhảy ạ. Của chương trình, sự hấp dẫn, đam mê, nhiệt huyết và những tiết mục tràn đầy cảm xúc khiến giám khảo của chúng ta phải bật khóc. Tất cả đang chờ đón các bạn vào lúc 21 giờ Chủ nhật
ngày 1/1/2012 trên kênh VTV3. Hãy đừng bỏ lỡ bất kỳ phút giây nào của tìm kiếm tài năng Vietnam's Got Talent.